Vâng, thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì tháp nước Hàng Đậu sẽ mở cửa cho người dân vào tham quan cũng như là chiêm ngưỡng. Sự kiện này nằm trong cái chuỗi hoạt động của cái lễ hội thiết kế sáng tạo 2023. Phía sau tôi thì có rất nhiều người đã phải xếp hàng để được vào tham quan cái tháp nước Hàng Đậu. Và bên trong tháp nước Hàng Đậu có gì thì mời quý vị cùng trải nghiệm. Bước vào bên trong, du khách sẽ được đi trên con đường ánh sáng được thiết kế với hệ thống đèn LED bên dưới đường đi lát bằng những ván gỗ. Mặt sàn bên trong tháp nước được phủ lớp đá nhỏ. Các hình ảnh hiện vật được tái chế từ rác thải đô thị, tạo nên những chiếc đĩa màu lơ lửng với sắc màu sống động và bay bổng. Đây cũng là ý nghĩa mà đội ngũ thiết kế muốn truyền tải thông điệp về sự tác động của đô thị tới môi trường tự nhiên. Ngoài ra, du khách sẽ được trải nghiệm âm thanh của những tiếng nước tự nhiên từ thủa sơ khai, bao gồm nước biển, nước sông, nước suối, nước ngầm, nước mưa, từ những tiếng chum được đặt ở các khoang. Mình cảm thấy là với việc các họa sĩ, các kiến trúc sư họ sử dụng ni lông để mà có thể tái sử dụng lại, bảo vệ môi trường như vậy, đây cũng là một phần có thể nâng cao được nhận thức, cũng như là khi vào đây mọi người biết về những câu chuyện đấy thì mọi người cũng có thể nâng cao về việc ý thức bảo vệ môi trường hay là tầm hiểu biết của mình. Thì thác nước này là một thác nước mà có thể cung cấp được toàn diện tất cả mọi mặt để mà cho người tham quan có thể vừa nâng cao hiểu biết về văn hóa, về lịch sử cũng như là ý thức bảo vệ môi trường. Tháp nước Hàng Đậu nằm tại ngã 6, giao giữa các phố Hàng Than, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội. Công trình do người Pháp xây dựng vào năm 1894 nhằm phục vụ việc cung cấp nước sạch cho binh lính và công dân của họ trong thời Pháp đô hộ tại Hà Nội. Tháp nước Hàng Đậu có hình trụ tròn, đường kính 19m, cao 3 tầng, mái có hình chóp nón, ở giữa là cột thu lôi. Tháp có đài nước khổng lồ bằng thép, dung tích 1.250 m3, nằm trên đỉnh 8 bức tường đá. Sau một số lần chỉnh trang, tháp nước Hàng Đậu vẫn giữ được hiện trạng ban đầu, nhưng 17 cửa sổ ở tầng 1 đã được bịt kín. Bây giờ được cải tạo lại như thế này, nó thực những người dân Hà Nội như chú là cảm thấy là cũng rất là vui mừng, phấn khởi được phục hồi lại những cái mà cái di tích là những cái hoài niệm mà ngày xưa. Cái này là chúng ta phải cố gắng là bảo tồn, giữ gìn lại những cái này để cho có thế hệ con sau để được chiêm ngưỡng những cái này. Nó không là vào loại kỳ quan, nhưng là những cái hoài niệm của người Hà Nội, người ta nhớ về một thời như bọn chú. Tôi thấy rằng là cái việc làm này là một cái việc làm rất hay, bởi vì cũng như tất cả mọi người dân ở cái thủ đô này và khách về đây thì ai cũng chỉ biết đây là một cái bốt, có người nói là cái bốt, còn có người nói là tháp nước. Thế nhưng mà hầu như là vào bên trong thì chưa có ít ai được đến. Thế nhưng mà hôm nay đến thì tôi thấy thực sự là nó rất thú vị, bởi vì mình không nghĩ rằng chỉ có một cái nói như là mình nói là một cái trạm để cấp nước cho thành phố thôi, mà lại là một cái công trình kiến trúc rất là tuyệt vời như thế. Đây là lần đầu tiên tháp nước Hàng Đậu mở cửa để người dân, du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ bên trong của một công trình kiến trúc đã bị ngủ quên nhiều thập kỷ. Không gian nghệ thuật tại tháp nước Hàng Đậu sẽ lần đầu tiên ra mắt công chúng trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, diễn ra từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12.